Rồi, hello, xin chào mọi người nhé. Bây giờ là 8 giờ sáng ngày 24 tháng 10 năm 2023. Hôm nay là vào thứ ba. Mình đang có mặt ở hồ câu bán tự nhiên rộng hơn 5 mẫu của chú Ba ở thôn Mỹ Vọng, xã Ngọc Niên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Hôm nay mình đánh mồi ốc và mồi ngô nhé. Hôm nay mình đánh xa khoảng tầm 25 đến 30 mét. Bây giờ gió đông bắc đang thổi thẳng về hướng này. Bây giờ mình sẽ đánh từ vị trí này đánh ra và đánh một cái lăng xê ở góc xa xa đằng kia thôi. Bây giờ mình xuống đồ nhé, mang cả áo phao đi để đảo hổ đấy, bơi ra ngoài đảo hổ. Mình đến được một lúc thì có anh Ngọc đến câu và có một cần thủ cái khác em mượn cái ben anh Ngọc phương xa đến đánh. Hôm nay ở đây có ba anh em đánh mọi người. Ba cân thôi. Cái này rách nhỉ? Rách nó thủng ốc mà nó rơi. Được, độ. Hôm nay mình đánh có 3 cân ốc và 3 cân ngô thôi. Ốc thì mình ủ mấy cái thính tự làm của mình gồm 3 thành phần. Đó là hoa hồi này, tinh hương này và hạt dổi. Từ từ mình đã chia sẻ những video trước. Cái mồi thính này mình đánh khá là hiệu quả nhé. Mình bơi ra thả ổ của mình xong thì mình tiện thể mình thả luôn ổ hộ cậu thanh niên ở ngồi ở dạng cây bậc đàn kia, cậu đánh mồi bột thôi. Thả ổ xong thì mình lên mình dọn hết những cái rác xung quanh chỗ ngồi này cho sạch sẽ đi, để lúc nào mình về thì mình đốt đi cho nó sạch. Hôm nay cần thủ Hùng Vịt đi qua đây nên vào chơi một lúc với mình thôi. Sau đó Hùng Vịt về thì anh Chiến là cần thủ người gần đây, anh ra cùng mình, hai anh em ngồi câu. Buổi sáng thì chưa thấy cá thở với cả chưa thấy tăm nên mình với cả anh Chiến thì mới đi xem anh Ngọc câu mới đi chơi lung tung. Trước lún một quả đã ấy rồi. Đây ngon anh, 7-8 vàng. Cặp. May nó không nhảy nước. Nó nhảy lên bèo bây giờ nó không ra được. Con này thì con thứ hai, thứ ba anh. Hôm nay ấm là dô ăn đấy. Đến khoảng 5 giờ chiều thì bắt đầu mình thấy cá bắt đầu thở ngoài ổ của mình khoảng tầm 5-6 mét và bắt đầu có tăm rồi. Ở phía ngoài xa xa chỗ nuôi ngọc kia thì thấy cá trôi nó cũng khá là to. Lúc này mình ôm cần thì đến tận 9 giờ 15 đêm bắt đầu cá bắt đầu mới vào như đè giật hàng được phát đây. Lắp vào rồi. Nó chạy vào muống anh ơi. Phê không? Anh Chiến ơi. Cứ từ từ thôi anh ơi, cứ từ từ bình tĩnh. Đéo phải đuổi đâu. Cứ đổ bà vào đây đấy. Vẫn ngoài à? Vẫn ngoài gì? Con này dễ đóng ổ lắm anh ạ. Con này đóng mồm ấy. Cứ từ từ. Không đây. Mỗi lưỡi rồi. Cứ từ từ anh ơi, cứ bình tĩnh. Nó đã như này rồi, thoải mái rồi. Cứ từ từ. Chắc được 4 cân 5 cân đấy nhỉ. Ok, con này đẹp. Con này đẹp. Ui dồi 5-6 cân anh ạ. Phê đấy. Tê nhỉ. Quật lưỡi, cong lưỡi. Cong lưỡi. Phê đấy, đánh tiếp đi. Dây là móc ngoài này, móc ngoài cần này. Đây sao này? Xích đâu?
giỏ nhưng giỏ bé. Bé phê nhỉ. Con này ngon rồi. 6 7 cân. Con này được 6 cân. Ngon đẹp. Đây giỏ quàng ra nhé. Tiết cho ở đây không ra được. Năm sáu cân đấy nhỉ? Buộc ở đâu này? Dây cầm. Vâng, đây cầm dây rồi, cầm dây rồi. Nhưng mà cầm tay mình vứt luôn này. Cầm dây rồi nè. Cầm đây nhá. Không lẽ ai săn tiếp? Ra cần đi anh. Lúc này thì mình nhìn thấy ổ của mình có khá nhiều tăm và thỉnh thoảng vẫn thấy cá thở. Mình với anh Chiến ngồi đến hơn 10 giờ thì bắt đầu hai anh em thu đồ về. Sáng mai anh Chiến sẽ đến đánh sớm. Mấy anh em mình trong nhóm thì quyết định là mấy anh em thay nhau đánh cái ổ này, mỗi anh em đánh một hôm. Khả năng sẽ bắt được những con chấm đen khủng còn sót lại ở hồ này. Nó khá là to đấy, thỉnh thoảng nhìn thấy nó trườn lên nó to phải như số sơn. Con giờ 10 giờ săn được con hàng như vậy rất là khó. Thì cá nó khôn lắm, nó đã bị dính lưỡi vài lần rồi nhưng mà lại bị nổ, không ai bắt được nó. Giờ. Hơn 5 cân anh ạ. Hơn con này. Ốc rồi. Ốc đấy. Được, chắc bây giờ để đây luôn. Mai sâu linh bằng con ốc của em trước. Còn hòm đồ này. Xách luôn. Có, đấy, túi đấy, túi ngồi ấy. Túi sạch ấy, túi ngồi. Nhà mình cách hồ có 4 km thôi nên mình con cá này mình sẽ về mình thả vào bể mọi người. Cá vẫn sống thả vào cái bể. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và đón xem những video mới nhất của mình nhé.